Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 74 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Ở hiện tại thì bộ Hắc Tây Du mình chưa đọc nhé, mình đợi thêm bản dịch nó dài một chút thì mình sẽ đọc để nó đỡ bị ngắt quãng. Thì các bạn chịu khó đợi nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 74. Phí Trọng được cho vào ngự thư phòng, nhưng điều khiến hắn rất bất ngờ vì trong ngự thư phòng còn có một người quen. Đó chính là Thượng Đại Phu Dương Nhậm, kẻ vừa khiến thiên tử nổi giận ban chặt một tay đuổi khỏi triều ca ngày hôm qua. Dương Nhậm vừa thấy Phí Trọng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, nhưng thấy thiên tử không tỏ ra vẻ gì cũng không hỏi nhiều, chỉ dập đầu 3 lần rồi cáo lui ra ngoài. Phí Trọng gặp Dương Nhậm ở đây thì trong lòng đã biết khác thường, thoáng nhìn ánh mắt thiên tử có chút thâm trầm, ý đầu còn dám hỏi nhiều, mà liền quỳ rạp xuống đất, thỉnh bệ hạ tha cho hạ thần một mạng. Trương Tử Tinh nhìn trong mắt Phí Trọng đã thâm như gấu trúc, bèn cười nói: Vì sao Phí Khanh lại nói như vậy? Thỉnh bệ hạ thu hồi sắc phong Định Bắc Hầu, hạ thần vô năng, không dám cầu làm chư hầu, chỉ cầu có thể ở bên cạnh bệ hạ, tâm tâm phục vụ. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Phí Khanh chẳng lẽ đã quên lời hứa của quả nhân? Quả nhân từng đáp ứng người sẽ phong thưởng ngươi làm chư hầu nếu làm được việc. Hôm nay ngươi đã lên tới chức thừa tướng, 3 năm nếu có đại công sẽ có thể thành chủ nhân Bắc Địa. Quân vô hí ngôn, quả nhân chẳng phải chưa hoàn thành lời hứa năm xưa đó sao? Tại sao ngươi lại từ chối như vậy? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Phí Trọng chợt nhớ lại năm đó, sau khi ám hại Thương Dung thất bại, thiên tử từng hứa sẽ cho hắn trở thành một trong 4 đại chư hầu. Bây giờ xem ra, quả nhiên chẳng lẽ thiên tử từ lúc đó đã bắt đầu nghĩ đến Bắc Địa. Phí Trọng càng nghĩ càng sợ, quỳ giữa đất không dám đứng dậy. Ý nghĩ của hạ thần sao có thể giấu được bệ hạ? Trương Tử Tinh tỏ vẻ mặt không đổi, hỏi: Phí Khanh cũng là người hiểu biết, chỉ có điều không biết tột cùng hiểu bao nhiêu phần tâm tư của quả nhân thôi. Phí Trọng nhạy cảm, cảm nhận ra hàm ý ở trong câu nói của thiên tử, trái tim chợt chuyển động kịch liệt, dập đầu không ngừng. Hạ thần đáng chết, hạ thần sao có thể dám vọng đoán thành ý của bệ hạ? Chỉ là hạ thần ngu dốt, nhưng cũng biết lần này Bắc Địa tất sẽ cừu tử nhất sinh, thỉnh bệ hạ tha mạng cho hạ thần. Ngươi quả nhiên là một người hiểu biết. Trương Tử Tinh nhàn nhạt nói: Ngươi đã biết như vậy thì cũng phải hiểu là quả nhân không ngẫu nhiên mà quyết định như vậy. Lần này tới Bắc Địa, ngươi phải đi trước. Phí Trọng là một người thông minh, từ khẩu khí của thiên tử cũng nghe ra việc này không thể thay đổi, cũng không dám cầu thêm, mà chỉ ai oán nói: Thỉnh bệ hạ cho thần một con đường sống. Trương Tử Tinh đối với sự thức thời của gã mập này cũng thập phần tán thưởng, lấy ra một viên đan dược nói: Đây là đoạn trường tán, nếu không có thuốc giải của quả nhân thì dù là tiên nhân cũng không thể cứu chữa. Người sẽ được người của quả nhân đưa giải dược tới áp chế độc tính. Nếu làm được việc quả nhân phân phó thì quả nhân sẽ giải độc cho người. Còn nếu mang lòng phản lại hoặc bề trễ thì mạch máu toàn thân sẽ vỡ ra mà chết. Phí Trọng cũng biết đạo làm thần, nếu mình chịu nghe lời thì lòng nghi ngờ của thiên tử sẽ càng nhỏ, lập tức không chút do dự mà tiến lên nhận lấy độc dược nuốt xuống bụng, sau đó thở dài một hơi. Xem ra thiên tử kia cũng không có ý muốn diệt khẩu, mà là có việc quan trọng gì khác nữa. Về chuyện độc dược, Phí Trọng cũng đang chỉ mong có vậy. Với sự cống hiến như trước mà hắn vẫn không yên tâm như bây giờ, huống hồ hắn vẫn chưa từng có lòng phản nghịch, nên tạm thời cũng không cần lo lắng. Quả nhiên Trương Tử Tinh thỏa mãn gật đầu, rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Dù gã mập đã có sự chuẩn bị ở trong lòng, nhưng vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh chỉ truyền tới Tào Châu, Sùng Hắc Hổ vốn đang lo bán đứng anh trai mà bị thiên tử giáng tội, không ngờ ngược lại còn được phong thưởng. Xem ra thánh chỉ trước đây của Văn Thái Sư truyền tới không lâu tự có phong thưởng, cũng không phải là chỉ nói trấn an, mà đó là thật. Giờ ra được mình còn có cơ hội lên đảm Bắc Bá Hầu, mà Sùng Hắc Hổ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tam hầu Bắc Địa sau khi được xác định, quyền lực của Sùng Hắc Hổ bị chia thành 3 phần, trong đó yếu địa Sùng Thành thuộc về quốc trưởng Tô Hộ sở hữu. Sùng Hắc Hổ vẫn cai quản Tào Châu, còn phía Bắc được phân cho Phí Trọng. Nếu tính thì trong 3 vị Định Bắc Hầu, Tô Hộ là quốc trưởng có con gái Đắc Kỳ, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, được thiên tử chuyên sủng. Tô Hộ vốn phạm tội đáng tru diệt 9 tộc, nhưng dựa vào việc dâng mỹ sắc cho thiên tử mà có thể bảo mệnh, theo lý thuyết thì sẽ không có khả năng được trọng dụng như vậy. Lần này được lên chức, tất nhiên lý do không cần nói cũng biết. Tô Hộ vốn có kinh nghiệm làm ký châu hầu, nay được chia làm nơi quan trọng như Sùng Thành nên chiếm ưu thế lớn nhất. Sùng Hầu Hổ đối với chư hầu Bắc Địa đều có một chút quen biết, lại quản lý Tào Châu đã nhiều năm, danh tiếng cũng có, không chỉ binh hùng tướng mạnh mà còn biết dị thuật, nên là người có thực lực mạnh nhất trong tam hầu. Chỉ có Phí Trọng là xuất thân từ Lộng Thần, lại mang danh tham ô hám tiền, mặc dù khi làm thừa tướng cũng có chút thành tích, nhưng không hề có chút kinh nghiệm thống trị nào, nên là người yếu nhất trong tam hầu. Lần này Phí Trọng có công hiến kế, được thiên tử ban thưởng hầu vị, tuy rất quang vinh, nhưng cùng vùng đất của hai vị kia so sánh thì nơi phía bắc hoang vu hơn nhiều. Hơn nữa còn là nơi chiến loạn, có Quỷ Phương quấy phá, ngay cả Văn Thái Sư còn suýt bại dưới tay Quỷ Phương, cũng có thể thấy được sự lợi hại của dị tộc. Phía bắc đã thuộc về Phí Trọng sở hữu, thì trọng trách hiệp trợ thảo nghịch cùng cung cấp lương thực liền rơi vào vai Phí Trọng. Phí Trọng hoàn toàn không có kinh nghiệm điều binh, lại không có tâm thống trị, chỉ có duy nhất một khả năng là vơ vét của cải cùng các thủ đoạn chèn ép. Có lẽ chỉ một thời gian là sẽ siêu cao thuế nặng, không lâu sau sẽ thành một Sùng Hầu Hổ thứ hai. Bởi Phương Bật thì chinh chiến, còn Phí Trọng thì được phong hầu, nên thiên tử lập hai vị thừa tướng là Tỷ Can Hoàng Thúc, vốn là người hiền lương, làm tả thừa tướng, cùng vị đại phu Mai Bá làm hữu thừa tướng. Việc quân chính vì Văn Thái Sư không có mặt nên do Khương Văn Hoán quản lý. Nếu so sánh thì danh tiếng cùng tài năng của hai vị thừa tướng mới lên còn nổi hơn hai người cũ. Các quần thần cũng không có chút nào dị nghị, nên lần thay người này không chút nào phong ba. Thời gian qua đi, vì có đầy đủ tài liệu nên việc thí nghiệm của pháp giới tiến triển rất thuận lợi. Trương Tử Tinh cũng không xuất ngoại mà chăm chú cùng nghiên cứu với pháp giới. Đồng thời hệ thống phát triển siêu cấp chiến sĩ cũng được siêu não tiến hành đến những khâu hoàn thiện. Một khi thành công sẽ khiến cho sức chiến đấu của quân đội bí mật của Trương Tử Tinh tăng rất cao. Trong hoàng cung tại Triều Ca, trong lòng Đát Kỳ vẫn không yên cả ngày. Lần trước dù được Trương Tử Tinh giải mộng, nhưng nghĩ lại những cảnh vật chân thực ở trong giấc mơ mà thủy chung vẫn có chút khả nghi. Ngày đó Đát Kỳ cố ý đi tới lầu Trích Tinh, rồi theo trí nhớ đi lại con đường đã qua trong mơ. Sau vài lần quả nhiên nhận ra một căn phòng. Đát Kỳ nhớ rằng trong mơ nữ nhân kia đã di chuyển lọ hoa để trên một chiếc sàn, sau đó trên tường xuất hiện một lối vào, đi tiếp sẽ là một căn phòng thủy tinh, rồi đến thế giới thần bí ở dưới đất. Nhưng căn phòng bày biện cùng trí nhớ của nàng đã hoàn toàn khác biệt. Lọ hoa cũng có, nhưng được đặt bình thường ở trên bàn, có thể nhẹ nhàng cầm lên đấy, chứ không phải có cơ quan gì. Mà trên vách tường đối diện cũng liền mạch không có vết nứt. Đát Kỳ lục một hồi vẫn không phát hiện thấy có gì bất thường. Ngay lúc Đát Kỳ thất vọng định rời đi thì thân ảnh thiên tử chợt xuất hiện ở trước mặt, nhất thời khiến nàng giật mình không nhỏ. Ái thề, sao nàng lại ở đây? Thiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi quả nhân tới Thọ Thiên Cung, nhưng cung nữ bẩm báo là nàng tới lầu Trích Tinh, sau đó ta tới tìm nàng, mà nàng lại ở đây. Đát Kỳ đã trở lại bình thường, dịu dàng nói: Thần thiếp không có việc gì nên muốn đi dạo quanh Trích Tinh lâu, bất giác đã đi tới đây, cảm thấy chỗ này rất thanh tĩnh nên mới dừng lại. Bệ hạ đi tìm, thần thiếp khó tội. Ái thề, đừng đa lễ như vậy. Hôm nay nàng còn chưa uống thuốc an thần, đi về uống thuốc rồi chúng ta tới Trích Tinh lâu xem múa. Lâu rồi không được nhìn điệu múa của nàng, chút nữa hãy vì quả nhân mà múa một bài nhé. Đát Kỳ vội tạ ơn thiên tử quan tâm, rồi lại liếc mắt nhìn về phía căn phòng kia, mày khẽ cau lại, nhưng vẫn đi về phía cùng Trương Tử Tinh. Biến hóa trên mặt của Đát Kỳ thoáng qua, nhưng vẫn lọt vào mắt của Trương Tử Tinh. Trong lòng hắn chỉ cười nhạt, không ngờ Đát Kỳ đã thực sự nổi lên lòng nghi ngờ. Có điều từ sau lần trước thông đạo này đã bị lấp lại, đổi thành một chỗ ra vào khác, dù nàng có nghi ngờ đến đâu cũng không thể phát hiện được mánh khóe gì. Đát Kỳ đã uống xong thuốc an thần, liền cùng thiên tử đi tới lầu Trích Tinh nghe nhạc, còn tự mình múa một bài. Nhưng không lâu sau đã mệt mỏi cùng với thiên tử quay về Thọ Tiên Cung nghỉ ngơi. Vừa về tới nơi, Đát Kỳ liền nằm xuống ngủ say ngay lập tức. Trương Tử Tinh lệnh cho Cổn Quyên tới trông nom rồi mới đi ra. Chợt ở trong đầu bỗng nhiên truyền đến tín hiệu có người ở xa đang liên lạc. Trương Tử Tinh vừa thoáng nhận tin liền lộ ra vẻ hưng phấn, thì ra là tín hiệu của Bích Tiêu phát tới. Nàng đã kết thúc bế quan rồi sao? Trương Tử Tinh vội đi tới một góc vắng, bật máy lên, quả nhân giọng của Bích Tiêu vang lên. Bệ hạ, chàng quả là bận rộn, sao mở máy chậm như vậy? Chẳng lẽ đã quên người ở ngoài hoang đảo ta rồi sao? Đã như vậy ta dập máy đây. Nương nương đừng dập máy, ta đang ở trên triều, nghe nương nương gọi đã vội vã bái triều rồi mới nhận máy được. Trương Tử Tinh liền bịa ra một lý do giải thích, đồng thời không quên thêm một câu: mấy ngày này không lúc nào ta không lo lắng cho nương nương, làm sao mà quên được chứ. Bích Tiêu vốn cũng chỉ nói hờn, chứ nếu thực sự muốn dập máy thì đâu phải nghe hắn nói nhiều như vậy. Nghe đến câu cuối thì mặt không khỏi đỏ lên, sẵn giọng: ai cần ngươi lo lắng chứ, một năm không gặp mà ngươi vẫn giữ cái nét khinh bạc đó sao? Trương Tử Tinh vội hỏi: trước đây nương nương chỉ nói bế quan không tới một năm, hôm nay cũng chỉ có 7 ngày nữa là tới 2 năm rồi. Ta đợi thực rất khổ cực, không biết thành quả của nương nương bế quan như thế nào. Bích Tiêu thấy hắn đếm thời gian chuẩn xác như vậy, thầm nhủ có lẽ hắn lo lắng cho mình thực sự, nên không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Thanh âm cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, và nghe hỏi tới tiến cảnh tu vi lại không khỏi đắc ý. Bế quan tu hành cần bỏ qua tạp niệm, tâm không nghĩ gì. Ta làm sao có thể tính được thời gian chuẩn xác chứ? Lần này ta tu hành rất lớn, đã đột phá cảnh giới kim tiên, tiến lên huyền tiên hạ giai rồi. Trương Tử Tinh nghe Bích Tiêu đã đột phá cái cảnh giới huyền tiên, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, liền vội vàng chúc mừng, đồng thời hỏi thêm tình hình của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu đáp rằng vì nàng vừa đột phá nên không thể tĩnh tâm lại, cuối cùng đành xuất quan trước, còn hai vị tỷ tỷ vẫn tiếp tục tu luyện, không biết là đến tiến cảnh nào. Hai người đã lâu mới gặp, lại nói chuyện không biết chán. Trương Tử Tinh còn hận không thể lập tức tới Tam Tiên Đảo để gặp Bích Tiêu, nhân tiện bèn chuyển phần thưởng mà Bích Tiêu lúc trước hứa với hắn. Bích Tiêu dường như cũng đoán ra ý đồ của hắn, nhưng chỉ yếu ớt nói một câu: thực sự ngươi muốn nhìn thấy dung mạo của ta sao? Chỉ hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Trương Tử Tinh nghe đã biết có hy vọng, vội hỏi: chỉ cần nàng không trách việc đó vô lẽ thì sao ta lại hối hận chứ? Đó là vẫn luôn là tâm nguyện của ta. Bích Tiêu trầm lặng một lúc, rồi giọng nàng bỗng đành lại: đã thua cược với người thì ta sẽ trả. Bây giờ hai vị tỷ tỷ ta còn đang bế quan, người hãy mau tới đây mà xem. Nếu người trễ hẹn thì ta sẽ thanh toán với người đấy. Ngữ khí của Bích Tiêu vừa lọt vào tay Trương Tử Tinh thì trong đầu quán đã hiện lên cảnh tượng chị gái không có ở nhà, em gái vụng trộm yêu đương. Ánh mắt của hắn nhất thời tỏa sáng. Lời ấy của nương nương có thực không? Ta sẽ đi tới ngày đây. Bích Tiêu nghe thấy hắn nói như vậy thì liền xấu hổ khẽ ừ một tiếng. Nếu không phải là tu vi Trương Tử Tinh đề thăng thì có lẽ là không thể nghe thấy lời đồng ý đó. Trương Tử Tinh đại hỉ: Bích Tiêu, nàng hãy đợi ta ở Tam Tiên Đảo, ta tới ngay đây. Bích Tiêu nghe thấy hắn gọi thẳng tên mình, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác khác thường, thấp giọng nói: ta sai Na Cha ra biển đợi ngươi. Vừa nói tới đây thì Bích Tiêu đã vội vã dập máy, chỉ cảm thấy tim đập như thể trống trận, ngay cả với tu vi huyền tiên vừa đạt được cũng không thể ức chế được. Trương Tử Tinh bên kia tất nhiên đang rất hưng phấn, hú lên như một con chó sói, rồi vội vã chuẩn bị một phen, sau đó độn quang bay tới Tam Tiên Đảo. Lúc đó tin Bắc Địa có thêm 3 vị chư hầu mới cấp tốc chuyển tới Tây Kỳ. Khương Tử Nha đối với việc đó cười nói: đại vương quả nhiên có phúc duyên, lần này là cơ hội tốt trời ban, chỉ cần bày mưu thỏa đáng là Bắc Địa đã là vật trong tay của đại vương rồi. Tinh thần Cơ Phát rung lên, vui mừng nói: sao tướng phụ lại nói như vậy? Khương Tử Nha liền phân tích: bây giờ Sùng Hắc Hổ vừa chết, cả tam hầu đều là người không có thành danh. Phí Trọng thì vốn là một lộng thần, tham tài háo sắc, nhát gan sợ chết, lại phải ứng phó với Quỷ Vương nên không đủ tạo thành mối lo ngại. Sùng Hắc Hổ mặc dù có Tào Châu, nhưng lần này bán đứng anh trai để giữ mạng, lại sớm cũng có mật nghị, nguyện vì Tây Kỳ trợ lực. Tô Hộ thì tuy là quốc trưởng nhưng cũng là người có dã tâm, khi ở Ký Châu đã từng làm phản một lần, may nhờ có Cơ Xương tiên quân giải vây nên gọi là nợ một ơn cứu mạng. Cơ Phát tiếp lời: đâu chỉ có vậy, tiên quân đương thời đã sớm có hiệp định cùng với Tô Hộ, nếu chuyện đó lộ ra thì dù Tô Hộ là quốc trưởng cũng khó tránh khỏi tội đáng diệt tộc, còn bí mật này ở trong tay thì lo gì Tô Hộ không phục. Khương Tử Nha gật đầu nói: tiên quân quả là cao minh. Tam hầu trong hạn 3 năm phải tuyển một người lên làm Bắc Bá Hầu, dù tam hầu không chịu nghe theo ta thì cũng có thể kích động ly gián, khiến chúng nội đấu, đại vương có thể ngồi mà thu lợi được. Cơ Phát suy tư một hồi nói: chỉ có điều Văn Thái Sư đang dẫn đại quân tác chiến nơi Bắc Địa, nếu Văn Trọng uy hiếp hòa giải thì kế này sẽ gặp trở ngại lớn. Khương Tử Nha khẽ cười nói: đại vương không cần lo lắng, Chẳng lẽ đã quên lúc đánh Sùng Hầu Hổ thì Quỷ Phương sai sứ tới đưa thư sao? Cơ Phát lộ ra vẻ kinh ngạc. Tướng phụ chẳng lẽ muốn... Khương Tử Nha nghiêm mặt nói, đại vương trí tại thiên hạ, không cần câu nệ tiểu tiết. Địa hình Bắc Địa rắc rối phức tạp, tốt nhất nên bàn tính cẩn thận mới có thể nắm vững ở trong tay. Nếu kế kia không dùng được thì cũng không thể tuyệt đối bỏ qua. Cơ Phát trầm ngâm hồi lâu, lộ ra vẻ kiên định, hành lễ về phía Khương Tử Nha. Tướng phụ hãy chỉ cho cô vương, chỉ cần có tướng phụ bên cạnh thì cô vương lo ngại gì đại sự không thành chứ? Lão thần sao dám nhận chứ? Khương Tử Nha nâng Cơ Phát dậy, mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Việc Bắc Địa không thể nóng vội, đại vương ấy tuân theo thánh chỉ khởi binh nam tiến để giảm bớt trong lòng nghi ngờ của triều ca. Lần nam chinh này còn có thể có thu hoạch lớn nữa. Cơ Phát hiểu ý, liền đối diện cùng Khương Tử Nha mà cười. Trong lần phong thần, đến tuột cùng là ngươi xếp đặt ta hay ta tính toán ngươi, chỉ đến khi kết thúc mới có thể biết được. Cũng có thể tất cả chúng nhận đều là quân cờ do người khác bố trí. Lại nói Trương Tử Tinh một đường biến thành ánh sáng, bay với tốc độ cao nhất, không lâu đã tới Tam Tiên Đảo. Quả nhiên tiểu Na Cha đứng đợi trên bãi biển từ rất lâu. Na Cha nhìn thấy hắn thập phần vui vẻ, tiến lên quỳ gối. Đại sư tôn, tại sao lâu như vậy không tới thăm ta? Đồ nhi rất là nhớ người. Trong lòng Trương Tử Tinh dâng lên cảm giác thân thiết, nâng Na Cha dậy, rồi yêu thích vuốt vuốt đầu hắn, nói rằng đại sư tôn gần đây rất bận nên không thể xuất được. Huống hồ ba vị sư phụ của ngươi đều đang bế quan, ngươi có phải hộ vệ nên không thể quay về triều ca học tập. Cũng không biết ngươi là tu luyện như thế nào rồi. Bẩm đại sư tôn, được ba vị sư tôn chỉ bảo, lại được trưởng giáo lão già ban thưởng linh dược chân quý, tẩy tùy thoát khỏi phàm thể, đạt tới cảnh giới chân tiên. Trương Tử Tinh lộ ra sắc mặt hưng phấn. Nhanh như vậy đã đạt tới chân tiên sao? Xem ra Thông Thiên giáo chủ đối với môn nhân đời thứ ba cũng rất coi trọng, nếu không sao có thể ban tặng linh dược. Na Cha, ngươi tuân lệnh của tứ sư phụ tới đây, nhưng nàng ở đâu rồi? Na Cha lộ ra vẻ giảo hoạt. Đại sư phụ, người thực sự ước hẹn cùng tứ sư phụ sao? Trương Tử Tinh cười mắng. Tiểu quỷ đồng, ngươi nghĩ cái gì mà ước hẹn với không ước hẹn? Đừng có nói bậy nữa. Tứ sư phụ ngươi dặn dò gì, mau nói đi. Đôi mắt Na Cha chuyển động rồi nói, đại sư phụ trưa nay thường quý tài nhất, đã lâu rồi hôm nay mới gặp, lại có quà gì cho ta không? Trương Tử Tinh thấy chiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này chính là do hắn thân truyền cho tiểu quỷ, không ngờ hôm nay lại vác cái đá tự đập trúng chân mình. Cũng may là trong túi pháp bào còn rất nhiều đồ, tùy ý lấy ra mấy thứ liền khiến cho Na Cha mặt mày rạng rỡ. Xong tên tiểu đồ đệ này đã học kỹ bài nhạn quá bạt màu, dù đã nhận hết đồ nhưng vẫn dòm ngó vào tận trong túi pháp bảo, ánh mắt tỏa sáng. Trương Tử Tinh biết ý, liền lấy ra thêm máy tập huấn ảo dạng chiếc mũ cho Na Cha, đồng thời cũng chỉ cho hắn cách sử dụng. Na Cha thấy chiếc mũ có thể đối diện cùng với địch nhân ở trong ảo cảnh xịn như vậy, lập tức liền mãn ý, lấy ra một chiếc ngọc bài rồi chỉ lên một ngọn núi lớn ở trên đảo nói, kia là nơi bí mật của Tam Tiêu thường tới, ở bên ngoài bố trí huyền cơ đại trận. Ngày thường ngay cả thân truyền đệ tử là hắn cũng không được Tam Thiên cho phép, cũng không thể tiến vào. Tấm huyền cơ ngọc bài kia có thể tự đóng, khiến cho người cầm vượt qua huyền cơ đại trận phòng ngự phía ngoài. Na Cha nói Bích Tiêu thỉnh Trương Tử Tinh đợi bên trong Tùng Thúy Nhai, sau đó còn đắc ý ra vẻ mặt vì ước hẹn thì nam nhân sẽ phải đợi nữ nhân, điều đó chính hắn vừa dạy cho tứ sư phụ mà. Nhìn Na Cha hân hoan rời đi, mà Trương Tử Tinh đành thừa nhận mình đã thất bại trong giáo dục, nên giờ mới gieo gió gặt bão. Hơn nữa còn để tư tưởng phức tạp làm ô nhiễm tâm linh còn nhỏ của Na Cha. Nhưng áy náy của hắn chỉ duy trì trong vài giây. Nhìn xuống tấm ngọc bài ở trong tay, lòng của hắn không ngừng hưng phấn, rất nhanh đã bay về phía thác nước phía dưới. Bay tới phía trước thác nước thì huyền cơ ngọc bài phát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó một cỗ lực hút kỳ dị khiến cho thân hắn không tự chủ được bay về phía trước. Trương Tử Tinh nhớ lại lời Na Cha vừa nói, biết đó là tác dụng của ngọc bài nên không vận lực kháng cự, mặc cho lực lượng kia hút lấy. Quả nhiên không lâu sau đã thuận lợi đi tới dưới chân núi. Bích Tiêu đang ở trong tiên động nhìn chăm chăm vào bảo kính mà Trương Tử Tinh tặng, rồi khẽ cầm thỏi son môi, mùi hương thoang thoảng, cũng là do người nào đó biếu nhẹ nhàng trang điểm. Nàng đã loay hoay trước gương cũng rất lâu, vẻ tự tin hàng ngày cũng đã thành khẩn trương. Tam muội thực là hào hứng. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc khiến Bích Tiêu giật mình. Người đó chính là nhị tỷ Quỳnh Tiêu. Nhị tỷ, Tỷ không phải vẫn đang bế quan trong Nguyệt Tư Động sao? Sao lại ra đây? Bích Tiêu không ngờ Quỳnh Tiêu đã xuất quan nhanh như vậy, nên kinh ngạc hỏi thêm, chẳng nhẽ nhị tỷ đã có thành tựu gì? Quỳnh Tiêu khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta thu hoạch rất ít, làm sao có thể so được với tốc độ phá cảnh giới của tam muội. Tam muội bây giờ đã là huyền tiên hạ giai giống ta, cũng quả là chuyện đáng mừng. Bích Tiêu thầm nghĩ cách để rời khỏi Quỳnh Tiêu, đi tới Tùng Thúy Nhai gặp Trương Tử Tinh, nhưng trên nét mặt không dám lộ ra bối rối. Quỳnh Tiêu lại nói muốn cùng thảo luận một vấn đề tâm đắc khi đạt tới huyền tiên hạ giai cùng nàng. Bích Tiêu rất sợ Trương Tử Tinh phải đợi ở Tùng Thúy Nhai quá lâu mà tự tới tiên động tìm mình, nên hết sức nóng ruột. Đối phó với Quỳnh Tiêu vài câu rồi nói rằng mình mới đạt tới huyền tiên hạ giai, có đôi chỗ khó hiểu, đang muốn ra bãi biển dạo thả lỏng tâm tư rồi mới tiếp tục tu luyện. Quỳnh Tiêu cười nói, tam muội, nếu muốn đi dạo thả lỏng tâm tư thì không bằng cứ lên thác nước dưới Tùng Thúy Nhai tắm rửa một phen, tất sẽ thanh thản, phiền muộn tiêu trừ. Đại tỷ cũng ở chỗ đó, ba tỷ muội chúng ta có thể ở cùng. Bích Tiêu lắc đầu đang muốn từ chối, bỗng sắc mặt đại biến. Nhị thì ngươi nói sao? Đại tỷ đã tới chỗ đó từ bao giờ? Quỳnh Tiêu ngạc nhiên nói, đại tỷ xuất quan sớm hơn ta một lúc, có vẻ đã thành công rồi. Ngươi cũng biết đại tỷ hay tới thác nước tắm vào buổi sáng mà. Quỳnh Tiêu vừa dứt lời liền nghe Bích Tiêu quát to một tiếng không ổn, rồi liền lao người ra ngoài động. Trương Tử Tinh đang tới Tùng Thúy Nhai, khi tới gần vách núi đã nhìn thấy một chiếc hồ rộng, có một thác nước từ trên cao đổ xuống. Từ xa nhìn thấy có một màn nước trắng xóa, bốn phía cảnh sắc xanh như thi như họa. Hấp dẫn ánh mắt của Trương Tử Tinh nhất cũng không phải là cảnh đẹp thiên nhiên, mà có một nữ nhân đang ở trong hồ. Nữ nhân kia không mặc gì, nửa người dưới chìm trong làn nước, đưa lưng về phía Trương Tử Tinh. Nàng đang tắm. Tuy khu vực hồ có hơi nước bao phủ che bớt tầm nhìn, nhưng với thị lực kim tiên trung giai của Trương Tử Tinh thì vẫn thấy rất rõ ràng. Mái tóc nàng buông xõa, làn da trắng lên, thi thoảng khi nàng xoay người còn có thể thấy được khuôn mặt mỹ lệ cùng đôi gò bồng đảo hoàn mỹ. Thậm chí điểm hồng hồng đứng ở hai quả ngọc cầu cũng không thể giấu được trước ánh mắt của Trương Tử Tinh. Đây là sao? Sắc dụ? Bích Tiêu gọi hắn tới để nhìn trộm nàng tắm sao? Hoặc người đẹp này quá phóng khoáng rồi, có thể là muốn tắm rửa thay y phục rồi mới nghênh tiếp hắn, nhưng không ngờ hắn lại đến sớm như vậy chăng? Vậy vì sao lại dặn Na Cha cho hắn vào đây? Cho dù là ở thời hiện đại thì nhìn trộm cũng là rất vô lễ, thậm chí là hành động đáng thẹn, huống chi ở cái thời đại này. Trương Tử Tinh biết nhìn lén Bích Tiêu là rất không thích hợp, nên thầm niệm phi lễ vật thị, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt lên thân thể trắng muốt kia, không rời đi được. Dù sao sớm muộn cũng là người của mình, không bằng cứ cho nó nò mắt đã. Trong đầu tìm cớ để vừa không muốn chọc giận Bích Tiêu, vừa tiếp tục nhìn lén. Đôi chân khẽ khàng di chuyển nép sang một bên. Vậy mà Bích Tiêu vẫn phát hiện hắn đến, nhưng không kinh hoàng như trong tưởng tượng, mà ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nói một câu, là nhị muội sao? Xuống cùng tắm đi. Trương Tử Tinh vừa mới nghe thấy vậy thì trong lòng thầm hô to không ổn. Hóa ra mỹ nhân kia không phải Bích Tiêu, từ cách gọi của nàng thì có lẽ chính là đại tỷ Vân Tiêu. Trương Tử Tinh vừa suy luận tới đó thì đâu còn dám bất động, liền nín thở tĩnh khí, vô thành vô thức quay lại. Vân Tiêu rõ ràng cảm giác có người, nhưng không nghe tiếng trả lời của muội muội, như trong suy nghĩ liền quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không thấy ai. Tu vi của nàng cực cao nên lập tức phát hiện người kia đang bỏ chạy nhanh về phía khác, dường như là bóng lưng của một nam nhân. Bích Tiêu kinh hãi, hòa dùng thất sắc, rồi lên đổi thành phẫn nộ, bay từ trong nước hồ lên đuổi theo kẻ nhìn trộm. Toàn thân ướt đẫm, chỉ trong nháy mắt đã được một bộ tiên y phủ lấy. Thực lực của Vân Tiêu thập phần cường đại, không lâu sau đã đuổi tới. Lúc nàng nhìn rõ bóng lưng là một nam nhân xa lạ thì cơn giận càng bốc lên, quát lớn, quân vô sỉ, chớ chạy, mau nạp mạng đi. Cũng không biết là Bích Tiêu có ý gì mà lại để hắn tới Tùng Thúy Nhai nhìn Vân Tiêu tắm rửa, chẳng lẽ muốn chào hàng cho tỷ tỷ sao? Không phải là Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu còn đang bế quan sao? Lẽ nào lại đã xuất quan? Hay không phải đúng lúc như vậy chứ? Tâm niệm Trương Tử Tinh rất nhanh chóng thay đổi, nghe tiếng quát của Vân Tiêu thì trong lòng liền phát khổ. Bà cô ơi, nếu phải nạp mạng thì sao lại không trốn đi chứ? Hắn tự biết với việc hôm nay nếu đứng lại chỉ sợ còn chưa kịp giải thích sẽ bị Vân Tiêu đang nổi giận đổ sát. Hãy đi tìm Bích Tiêu để tiêu trừ hiểu lầm trước đã. Vân Tiêu thấy hắn bỏ chạy càng nhanh hơn bèn cắn răng, trong tay chợt xuất hiện một chiếc gáo lớn hình vuông, tỏa kim quang không ngừng xoay tròn. Vân Tiêu chỉ một ngón tay ra, Hỗn Nguyên Kim Đấu liền phóng thẳng về phía kẻ vô sỉ kia. Trương Tử Tinh cảm thấy một áp lực đáng sợ xuất hiện từ phía sau, đến hô hấp cũng khó khăn. Áp lực chỉ nháy mắt đã hóa thành một sức hút mạnh mẽ không gì sánh nổi, khiến thân hình hắn đang bay đi không tự chủ được dần dần chậm lại, rồi bay ngược lại phía sau. Trương Tử Tinh bỗng nghĩ đến pháp bảo lợi hại nhất của Tam Tiêu Đảo, sắc mặt nhất thời đại biến, hô lớn: Hỗn Nguyên Kim Đấu! Lúc đó Bích Tiêu đang trên đường bay tới Tùng Thúy Nhai, đằng sau là Quỳnh Tiêu đầy ra vẻ hiếu kỳ. Xa xa đã nhìn thấy kim quang tỏa sáng từ chân Phượng Tuyền Sơn. Quỳnh Tiêu nhận ra kim quang quen thuộc đó chính là Hỗn Nguyên Kim Đấu mà Đại Kỳ sử dụng, ở trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có sắc mặt Bích Tiêu là trắng bệch, vì chuyện nàng lo nhất rốt cuộc đã xảy ra. Trương Tử Tinh biết là lúc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ỷ vào khả năng bảo mạng của một nhân thế thần, nên thừa dịp chưa bị cuốn hút vào Hỗn Nguyên Kim Đấu, vẫn quay đầu hét lớn: Vân Tiêu nương nương, đây là hiểu lầm! Vân Tiêu vốn đang nghiến răng nghiến lợi, đến khi người kia quay người lại liền có điểm quen quen, nhìn kỹ lại thì ra chính là thiên tử nhân giới, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tuy ở trong lòng nàng cực kỳ bực dọc, nhưng cũng không dám tùy tiện dùng pháp thuật giết chết thiên tử, ngón tay chỉ vào Hỗn Nguyên Kim Đấu. Đúng lúc đó chợt có dị biến bỗng xảy ra. Trương Tử Tinh đang bị hút bởi Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng vì ỷ có Mộc Nhân Thế Thần nên chắc chắn giữ được mạng rồi, nên mới quay đầu lại nói. Quả nhân vừa dứt lời, hắn đã thấy người đuổi phía sau ngừng lại, biết Vân Tiêu điều khiển kim đấu dừng lại rồi, hắn mới thầm chút ra một hơi. Song không biết có phải vì ảnh hưởng từ lực hút của kim quang mà thân hình Trương Tử Tinh bỗng nhiên khựng lại, rồi cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ phát ra từ tiên thức không thể kìm nổi. Nơi phát ra cỗ khí tức này chính là bảy hỗn độn chi hình đang trôi nổi ở trong tinh vân phát ra. Hỗn độn chi hình gồm 9 chữ. Lúc ở trong trận phong nhân ở trên Đại Dư Tiên Sơn đã vỡ một chữ. Chữ thứ hai lúc cứu Đặng Thiền Ngọc ở Tây Côn Lôn đã vỡ khi chiến đấu cùng Lục Ngô. Bây giờ chỉ còn lại có 7. Tôi biết sau thời điểm này sẽ khiến cho tu vi tăng lên, thậm chí cảnh giới tiến dài có chỗ tốt. Nhưng có thể khẳng định một việc là lúc hỗn độn chi hình vỡ ra thì sức mạnh sẽ vô cùng cuồng bạo, ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế được. Nhưng bình thường hỗn độn chi hình vốn không động tĩnh gì, thì lúc này đang không ngừng rung lên. Trương Tử Tinh lại càng hoảng sợ, bình thường sao không phát tác mà lại nhè vào bây giờ. Mắt thấy hai hỗn độn chi hình rung lên càng lúc càng mạnh, có dấu hiệu bạo liệt. Trương Tử Tinh bất chấp mọi chuyện chỉ cố gắng bỏ chạy. Vân Tiêu vốn đang nổi giận, thấy vị thiên tử có tật giật mình kia bất chợt bỏ chạy thì càng điên lên, bên vận tiên quyết, Hỗn Nguyên Kim Đấu chợt xuất hiện trước người Trương Tử Tinh, chặn đường của hắn. Vân Tiêu bay tới lạnh lùng nói: Bệ hạ, tại sao người lại đi vào cấm địa của Phượng Tuyền Sơn? Nếu không giải thích rõ thì đừng mong rời khỏi Tam Tiên Đảo của ta. Trương Tử Tinh thấy trên mặt nàng như có một tầng sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt chứ không thể nhìn rõ mặt. Biết nàng đang dùng pháp thuật giấu đi mặt mình, nhưng hắn đang phải chịu khổ mà không nói ra được, nào có thời gian mà quan tâm tới điều đó. Hắn rất sợ Hỗn Nguyên Kim Đấu sẽ khiến cho hỗn độn chi hình càng nhanh bạo liệt, nên liền lấy huyền cơ ngọc bài, đang muốn mở miệng thì chợt sắc mặt đại biến, lời giải thích sắp phát ra đã biến thành tiếng quát: Chạy mau! Vốn hỗn độn chi hình ở trong tiên thức rốt cuộc đã vỡ ra, hơn nữa lần này còn những hài chữ. Vân Tiêu nhìn thấy huyền cơ ngọc bài liền cảm thấy bất ngờ, nên cũng không có ý muốn nghe hắn giải thích. Không ngờ hắn lại quát nàng. Hỗn Nguyên Kim Đấu lại bắt đầu phát ra áp lực. Nàng cười lạnh nói: Việc này liên quan tới danh dự của bần đạo, bệ hạ hãy giải thích rõ ràng trước đã. Vừa dứt lời, Vân Tiêu chợt phát hiện đôi mắt thiên tử đã biến thành màu đỏ, ngoài ra hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Cùng với cỗ khí tức không gì sánh được phát ra, cỗ khí tức kia cường đại tới nỗi ngay cả nàng với huyền thiên cảnh giới mà vẫn cảm thấy kinh hãi. Thiên tử đã lợi hại như vậy từ lúc nào rồi? Chẳng lẽ hắn không phải thiên tử mà là một người khác biến thành sao? Mối nghi ngờ ở trong lòng Vân Tiêu càng ngày càng mạnh mẽ, bạo phát Hỗn Nguyên Kim Đấu bảo vệ quanh mình. Uy lực vụ nổ của hai chữ hơn xa một hoặc hai chữ nổ riêng biệt, thậm chí còn gấp đôi. Tinh vân ở trong tiên thức để thích nghi với dung nạp cỗ lực lượng kinh khủng kia đã tăng mạnh với tốc độ xoay tròn, nhưng vẫn không thể kiềm chế áp lực bạo phát của hỗn độn lực. Dù đã tiến tới cảnh giới kim tiên trung giai, lực lượng của tinh vân đã tăng thêm không nhỏ mà vẫn không thể kìm hãm được sức mạnh cơ hồ đã vượt qua sự tưởng tượng kia. Thậm chí đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, nét mặt không giấu được vẻ thống khổ. Vân Tiêu cảm nhận lực lượng ngày càng mạnh, lại thấy hắn khó chịu như vậy, trong lòng liền biết là có chuyện khác thường. Lúc này Trương Tử Tinh đã gần như mất đi tự chủ, Hắn lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, mượn cơn đau khiến thần trí tỉnh lại, lại liều mạng bay đi. Trước mặt lại chợt xuất hiện hai bóng người. Chợt tiếng kêu lên sợ hãi của Bích Tiêu vang lên. Đại tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Vân Tiêu vừa thấy thái độ của Bích Tiêu, lại nghĩ tới chiếc huyền cơ ngọc bài, trong lòng đã hiểu ra vài phần, hung dữ trừng mắt nhìn muội muội. Các ngươi đi mau! Trương Tử Tinh cố gắng hét lớn, rồi ý thức chợt trầm xuống, tinh thần không chịu nổi áp lực như vậy nên đã bạo liệt ra. Trong đầu một mảnh trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Huyền cơ ngọc bài không chịu nổi áp lực quá lớn, đã bị bóp nát bấy. Tấm ngọc bài này vốn làm từ chất liệu ngọc rất tốt, rắn chắc không gì sánh được, có thể khống chế huyền cơ đại trận, thập phần huyền diệu. Không ngờ đã bị hắn dùng tay không mà bóp nát. Quỳnh Tiêu không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng Bích Tiêu biết rõ, liền không khỏi thất kinh. Thân hình Trương Tử Tinh như điện chập xuống dưới trận núi. Bởi không có huyền cơ ngọc bài nên huyền cơ đại trận liền phát động. Một áp lực cực đại tựa như sóng biển trùng trùng bắn lên hắn. Lập tức ảo cảnh xuất hiện. Không ngờ thần trí Trương Tử Tinh đã không còn, chỉ còn một lòng nghĩ muốn bỏ chạy, nên ảo cảnh cũng mất đi tác dụng với hắn. Mà năng lượng cuộn trào mãnh liệt ở trong cơ thể hắn lại càng lợi hại. Cảm ứng thấy áp lực trận pháp ập tới, liền hét lớn, rồi hai tay hướng ra ngoài, đẩy ra một cỗ khí tức cuồng mạnh. Tam Tiêu vừa bay tới, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ huyền cơ đại trận bắt đầu lay chuyển. Ngay đó lúc ở Đại Dư Tiên Sơn, ngay cả phong thần trận cũng không thể gây thương tích cho Trương Tử Tinh, huống hồ chỉ là sức mạnh của huyền cơ đại trận. Hơn nữa hôm nay uy lực của hỗn độn chi hình trong cơ thể của Trương Tử Tinh còn vượt xa mức độ lần trước. Chỉ thấy lấy hắn làm tâm, mặt đất trong vòng 30 thước đều nứt ra, mà hiệu lực của huyền cơ đại trận cũng bị chặn lại, không thể tiến tới gần hắn. Từ mức độ dung chuyển còn có thể bị hủy diệt không chừng. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến Tam Tiêu không ngừng kinh hoàng. Huyền cơ đại trận do Tam Tiêu hao hết tâm lực bố trí, nên Vân Tiêu không hề muốn nó bị Trương Tử Tinh phá hủy đi như vậy, bèn bay lên quát lớn: Xin bệ hạ dừng tay! Vân Tiêu vừa nói, từ ống tay áo bay ra một dải lụa trắng, hóa thành một dị thú như dao long quấn chặt lấy Trương Tử Tinh. Hồng quang trong mắt Trương Tử Tinh chợt lóe, dị thú kia chỉ chớp mắt liền bị chấn nát thành từng mảnh, bay xuống dưới đất. Bích Tiêu nhận ra trạng thái của Trương Tử Tinh khác thường, dường như bị khống chế, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, ngay cả dải lụa trắng của đại tỷ cũng bị xé nát dễ dàng. Nàng sợ đại tỷ dùng hỗn nguyên kim đấu với thiên tử, nên vội vàng quát một tiếng, cầm trường kiếm phóng ra, hóa thành một con chim lớn màu tím, dương nanh múa vuốt lao tới. Thân thể Trương Tử Tinh dẻo dai kinh người, hoàn toàn không để ý tới công kích của quái điểu. Bích Tiêu chợt điều khiển dị điểu bay dần dần về phía bờ biển. Thần trí Trương Tử Tinh lúc này đã mất, làm sao nhận ra được đang bị dụ. Hắn bị dị điểu tấn công, tuy không bị thương, nhưng nhất thời cũng nổi điên lên đuổi theo, rốt cuộc đã rời khỏi phạm vi của trận pháp. Bích Tiêu vừa thở nhẹ một hơi, thoáng phân thần thì Trương Tử Tinh đã nhân cơ hội tóm chặt cổ dị điểu bóp mạnh. Dị điểu chật hóa trở lại thành một thanh kiếm. Trương Tử Tinh hung dữ ném thanh kiếm về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu vội vàng né sang một bên, nhưng không ngờ Trương Tử Tinh đã bay tới, khiến tình hình thực sự nguy hiểm. Quỳnh Tiêu vừa thấy tam muội gặp nguy, liền chỉ tay lên người Trương Tử Tinh. Một vật từ tay nàng bay lên, vật đó phân thành hai luồng ánh sáng, rồi nhanh chóng biến thành hai con dao long. Song long cuốn quýt, có mây lành bao phủ, nhanh như điện chớp bay tới chỗ Trương Tử Tinh. Kim dao tiễn! Bích Tiêu thất sắc hồ: Nhị tỷ đừng! Mặc dù thần trí Trương Tử Tinh mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng xông tới, năng lượng ở trong cơ thể càng thêm sôi trào. Song long kia hạ xuống, nhưng dường như cắt lên một vật trơn trượt không thể cắt được. Vân Tiêu tỉnh mắt, thấy quần áo và đồ dùng của Trương Tử Tinh đã bị uy lực của kim dao tiễn cắt nát, nhưng da thịt lộ ra lại chỉ có hai vệt trắng dài, không hề thương tổn. Vân Tiêu dần hoảng sợ, lực công kích của kim dao tiễn rất mạnh, dù là huyền thiên cũng không dám đỡ trực tiếp. Không ngờ vậy mà thiên tử lại không hề hấn gì. Sau lần đầu thất bại, Quỳnh Tiêu lại điều khiển kim dao tiễn quay lại, tiếp tục hạ súng tấn công. Đôi mắt Trương Tử Tinh đã đỏ ngầu, song quyền nắm chặt, nhắm thẳng song long phát động công kích điên cuồng. Nắm tay chạm lên người hai đầu dao long, tạo thành vô số tiếng kim loại, cuối cùng khiến song long không thể quấn lấy nhau, tạo thành cái kéo được. Tam Tiêu kinh ngạc nhìn Trương Tử Tinh dùng cứng đối cứng với kim dao tiễn, hơn nữa kim dao tiễn còn dần rơi xuống hạ phòng, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khó tin. Vân Tiêu thấy quang mang của song long càng ngày càng nhạt, bèn cắn răng: Hỗn Nguyên Kim Đấu quang mang chói lòa, xoay tròn trên không trung, rồi phát ra một đạo kim quang trùm lấy Trương Tử Tinh. Quỳnh Tiêu thấy vậy liền thu hồi kim giao tiễn lại. Mới vừa cùng kim giao tiễn vật lộn khiến năng lượng trong nội thể Trương Tử Tinh được phát tiết đặc biệt thống khoái. Bây giờ chiến đấu với Hỗn Nguyên Kim Đấu có uy lực còn cường đại hơn, khiến hắn càng thêm hưng phấn, hét lớn một tiếng, toàn thân chợt phát ra hồng quang chống lại kim quang, thân thể vẫn không bị thương tổn. Tam Tiêu đều chấn động, không ngờ ngay cả Hỗn Nguyên Kim Đấu mà hắn cũng có thể chống lại được, đây đến tột cùng là sức mạnh gì? Hỗn Nguyên Kim Đấu là hậu thiên chí bảo, uy lực cực lớn, nếu phối hợp thêm cùng trận pháp tương ứng, còn có thể thương tổn đến căn bản của tiên nhân, lột bỏ tam hòa ngũ khí vô cùng lợi hại. Nếu đổi thành hai lần hỗn độn chi hình bạo liệt, chỉ e là không khống chế được, nhưng với lực lượng hai chữ khiến lực của Trương Tử Tinh lại bạo tăng, hoàn toàn có thể chống lại Hỗn Nguyên Kim Đấu. Điều càng khiến Tam Tiêu giật mình hơn là Trương Tử Tinh không hề cam lòng bị kim đấu khống chế, đang bắt đầu huy quyền đánh lên kim quang, mỗi một quyền đều mang theo một huyết khí nhàn nhạt. Kim quang bị huyết khí ảnh hưởng khiến cho tốc độ xoay tròn của kim đấu càng tăng thêm. Vân Tiêu cảm nhận được chấn động của kim đấu, vẻ kinh ngạc càng đậm, trong miệng liền niệm chú ngữ. Độ sáng của kim quang lại tăng thêm vài lần, lực hút cũng đạt tới trình độ lớn nhất. Thân hình Trương Tử Tinh dần dần không tự chủ được bị hút tới, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân kéo dài rất sâu. Lực thần thân Trương Tử Tinh đang lúc dâng trào, thống khổ không gì sánh nổi, thầm muốn tìm nơi phát tiết. Sao có thể chịu để kim đấu khống chế được chứ? Lập tức màu đỏ trong mắt hắn càng đậm, tốc độ phát quyền cũng đã nhanh hơn, tựa hồ không chịu ảnh hưởng của lực hút chút nào. Với nhãn lực của Tam Tiêu mà cũng chỉ có thể thấy hai đạo huyết ảnh nhàn nhạt không ngừng di động trong không trung. Đó chính là vì tốc độ ra quyền của Trương Tử Tinh quá nhanh, tạo thành tàn ảnh. Hai bên giằng co một hồi, nắm tay Trương Tử Tinh rút cục chậm lại. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ở ngoài đã thầm thở vào, đôi mày của Vân Tiêu cũng chỉ vừa giãn lại liền nhíu chặt. Thì ra huyết khí nắm tay của Trương Tử Tinh đã biến thành lam quang nhàn nhạt. Tuy tốc độ phát quyền có chậm hơn, nhưng uy lực khác hẳn, phảng phất có thể xuyên qua không gian, trực tiếp tấn công kim đấu, khiến cho kim đấu chấn động không ngừng. Điểm này Vân Tiêu đang trực tiếp khống chế kim đấu là người rõ ràng nhất. Sau đó ngay cả Bích Tiêu lẫn Quỳnh Tiêu đều nhận ra điểm khác thường, bởi vì mỗi lần Trương Tử Tinh xuất quyền thì mặt biển phía xa xa cũng bị chấn động, ngay cả Tam Tiên Đảo cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác rung chuyển. Một số môn nhân cũng đã nhận ra sự bất thường, dần bay về phía đó. Quỳnh Tiêu lo cho môn hạ bị thương nên vội vàng quát không cho tới gần. Na Cha xa xa nhận ra ba vị sư phụ đang chiến đấu cùng đại sư phụ thì đôi mắt không khỏi sáng lên. Không ngờ đại sư phụ ngày thường không thể hiện gì mà lại có thực lực một mình chống lại cả ba người. Vân Tiêu lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, vừa nháy Quỳnh Tiêu hợp lực khống chế Hỗn Nguyên Kim Đấu, vừa nói với Bích Tiêu: Tam muội, lực lượng của hắn cường đại dị thường, ta cùng nhị muội chỉ sợ hợp lực cũng không đấu lại. Người mau tới Bích Du Cung, thỉnh trưởng giáo sư tôn tới đây. Trong lòng Bích Tiêu biết tình hình nguy cấp nên không dám chần chờ, thân hóa bạch quang bay đi. Đến khi Thông Thiên giáo chủ tới thì Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đã khá vất vả. Mỗi lần Trương Tử Tinh phát quyết đánh lên Hỗn Nguyên Kim Đấu ở trên không thì thân hình hai nàng cũng rung lên, từ sắc mặt tái nhợt cũng có thể thấy được trình độ tiêu hao tiên lực của hai nàng lớn tới cỡ nào. Thông Thiên giáo chủ là ai chứ? Ngay lập tức nhận ra điều khác thường ở trong quyền của Trương Tử Tinh, ánh mắt khi nhìn thấy lam quang chợt lóe lên, dường như thấy được điều gì đó nên mới giật mình. Ngón tay Thông Thiên giáo chủ chỉ vào Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, trong cơ thể hai nàng chợt xuất hiện một năng lượng kỳ dị, sức lực dường như tràn trề, tinh thần đại chấn. Ngẩng đầu thấy sư phụ đã tới, bèn vội quỳ xuống hành lễ. Hỗn Nguyên Kim Đấu không có ai khống chế, khiến áp lực trên Trương Tử Tinh chợt giảm, năng lượng trong cơ thể hắn lại bắt đầu kịch liệt dâng trào. Nỗi thống khổ vô bờ khi hắn hét lên. Vẻ kinh ngạc của Thông Thiên cũng chỉ thoáng qua rồi lập tức khôi phục bình thường. Chỉ phẩy tay áo, một lớp khói màu tím chợt xuất hiện quanh thân Trương Tử Tinh, rồi ngưng lại thành hình tròn giam chặt hắn lại. Vân Tiêu cũng thừa thế thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu lại. Từ vẻ gia quyền cật lực của Trương Tử Tinh có thể thấy áp lực mà làn khói màu tím mang đến cho hắn còn vượt xa Hỗn Nguyên Kim Đấu. Không lâu sau từ làn khói truyền ra tiếng nổ nhỏ rồi biến mất, nhưng huyết dịch toàn thân Trương Tử Tinh dường như cũng bị hút biến mất cùng làn khói tím kia, thân hình nhất thời nhũn xuống bất tỉnh nhân sự. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày chăm chú nhìn xuống Trương Tử Tinh còn đang hôn mê, trong miệng khẽ mấp máy, chỉ có thể đoán được hai chữ Côn Lôn. Người đầu tiên mà khi Trương Tử Tinh tỉnh lại nhìn thấy không phải là Bích Tiêu, cũng không phải Vân Tiêu, mà là Thông Thiên Giáo Chủ. Trương Tử Tinh còn tưởng mình hoa mắt nữa. Hắn nhớ rõ sau khi Hỗn Nguyên Chi Hình bạo liệt thì đã mất đi thần trí, rất có thể đã đại náo một trận, kéo đến tận Bích Du Cung thì sao? Trương Tử Tinh nghĩ tới đó không khỏi dùng mình, nhưng càng khiến hắn khó hiểu, vì bất luận tiên lực hay nguyên khí ở trong cơ thể đều tràn trề vô cùng, không hề cảm giác suy yếu như trước đây, tựa hồ là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Trương Tử Tinh tuy mơ hồ nhưng không dám thất lễ, hành lễ cùng với Thông Thiên Giáo Chủ, nói: Tử Tinh bái kiến Giáo Chủ, lần này lại phiền nhiễu, đã quá thất lễ, mong thứ lỗi. Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười nói: Bệ hạ không cần đa lễ, huống hồ đây cũng không phải là Bích Du Cung của bần đạo, mà là Tam Tiên Đảo của tiểu đồ. Trương Tử Tinh sau khi nghe Thông Thiên Giáo Chủ tóm tắt lại, liền vội vã bừng tỉnh, cảm tạ Thông Thiên Giáo Chủ giúp đỡ. Thông Thiên Giáo Chủ nói: Lực lượng bệ hạ vừa phát tác rất kỳ dị, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng không thể đấu lại, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Trương Tử Tinh cũng không giấu mà đem chuyện Kiều Đình cùng thần thiết kể lại. Thông Thiên Giáo Chủ vừa nghe tới Càn Khôn Đỉnh thì sắc mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng rung động, thầm than: Không ngờ bệ hạ đã có cơ duyên lớn lao như vậy, có được tiên thiên chí bảo. Trong xếp hạng pháp bảo, uy lực của tiên thiên chí bảo hình thành trước cả thiên địa cường đại nhất, mà tiên thiên chí bảo cũng chỉ mới có vài thứ là Bản Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Càn Khôn Đỉnh, Côn Lôn Kính. Hai thứ đầu là của Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được. Chu Tiên Kiếm là trong tay của Thông Thiên Giáo Chủ, là 4 khí chu, lục, hãm, tuyệt, ngưng tụ từ trên tiên thiên được Hồng Quân Lão Tổ tu luyện vạn năm mới thành kiếm hình. Tuy có khí tiên thiên chí cường, nhưng rốt cuộc hình thành thời hậu thiên, uy lực thoáng kém hơn một chút, nhưng nếu kết hợp cùng với Chu Tiên Trận thì có thể địch lại tiên thiên chí bảo. Còn Sơn Hà Xã Thác Đồ của Nữ Hoa Nương Nương, Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề, 12 đài sen của Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng thuộc đẳng cấp tiên thiên chí bảo, nhưng còn yếu hơn so với Chu Tiên Tứ Kiếm. Về vận hạnh hoàng kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Hà Đồ Lạc Thư, các loại bảo vật còn lại thì còn kém hơn nữa. Đương nhiên, uy lực mà pháp bảo phát huy còn quyết định bởi chính nó cùng tu vi và điều khiển của người sử dụng. Ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt mà pháp bảo không thể phân hạng được đẳng cấp, thí dụ như bảng phong thần. Tiên thiên chí bảo đều có tác dụng kỳ diệu khác nhau. Càn Khôn Đỉnh ẩn càn khôn pháp tắc, không những có thể hút được vạn vật mà có thể khả năng phòng ngự cực mạnh. Nhưng tiên thiên chí bảo chỉ có nhờ vào cơ duyên mới có thể nhận được, dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng cầu. Năm đó khi Hồng Quân đem toàn bộ pháp bảo đặt trên bảo nham thì Thông Thiên Giáo Chủ cực kỳ thích Bản Cổ Phiên, nhưng cơ duyên cuối cùng là được sở hữu Chu Tiên Tứ Kiếm. Hôm nay nhân giới thiên tử có phúc duyên như vậy mới có được Càn Khôn Đỉnh, dù là thánh nhân như Thông Thiên Giáo Chủ cũng không kiềm được lòng ao ước. Mà một món tiên thiên chí bảo khác là Hỗn Độn Trùng cũng đang thuộc về huynh đệ của vị thiên tử này. Thậm chí mới vừa rồi thiên tử còn phát ra một loại năng lực kỳ dị. Chẳng lẽ kiện pháp bảo kia cũng... Đôi mắt Thông Thiên Giáo Chủ tỏa kỳ quang, càng thêm chắc chắn vào lựa chọn của mình lúc đầu. Nếu có 3 kiện chí bảo, lại thêm Chu Tiên Tứ Kiếm cùng lực lượng thiên tử môn hạ đệ tử Triệt Giáo, thì dù Tây Phương Giáo cùng Xiển Giáo có liên kết thì tối thiểu cũng có sức liều mạng. Giáo Chủ, ta có được chí bảo là phúc hay họa cũng chưa biết nữa. Trương Tử Tinh cười khổ nói tiếp: Năng lượng cửu hình bạo liệt quá mức kinh khủng, không những không thể khống chế mà còn khiến thần trí ta biến mất. Cứ như vậy sẽ nguy hiểm vô cùng, mà cũng không biết ta có thể qua được khảo nghiệm của cửu hình này hay không. Nếu thất bại, chị e sẽ bạo thể mà chết giống như Hạ Vũ vậy. Thông Thiên Giáo Chủ lên tiếng: Đây là chí bảo, dù là thánh nhân cũng không thể cưỡng cầu. Hôm nay bệ hạ có được là nhờ phúc duyên sâu dày, sao phải lo nghĩ chứ? Có điều ngươi phải tự tham ngộ bằng cơ duyên, chứ đừng cưỡng cầu. Bần đạo thấy trong cơ thể bệ hạ có một cỗ dị lực, dường như là có quan hệ với Côn Lôn Kính chí bảo, không biết là vì cớ gì. Thánh nhân quả nhiên tuệ nhãn vô song. Trương Tử Tinh chân thành khen ngợi, rồi mang việc đoạt được tinh ngọc ở Nam Hải và hấp thu được năng lực của nó nhất nhất nói ra. Thông Thiên Giáo Chủ thấy hắn không có vẻ giả dối, nghĩ lại lúc Nữ Oa vá trời, Côn Lôn Kính của Tây Vương Mẫu thất lạc, không khỏi gật đầu chấp nhận lời hắn nói. Tuy còn thiếu dữ liệu về Côn Lôn Kính, nhưng Càn Khôn Đỉnh cùng Hỗn Độn Trùng xác thực đã nằm trong tay thiên tử, tuyệt không thể bỏ qua. Trong lúc Trương Tử Tinh hôn mê, vừa nãy Thông Thiên Giáo Chủ vốn định giúp hắn để thăng tu vi nhằm phát triển về phía mình, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Lực lượng của Trương Tử Tinh là cực kỳ cổ quái, vừa như âm dương hai phía, nước lửa không dung, nhưng lại vừa như hòa hợp thành một, thập phần hiếm thấy. Với kiến thức của Thông Thiên Giáo Chủ, dễ dàng biết rằng nếu thêm thượng thanh lực của mình vào, chỉ sợ sẽ phá hủy toàn bộ sự cân đối lẫn hòa hợp giữa các loại năng lực trong cơ thể của Trương Tử Tinh. Bần đạo có một đoạn thanh tâm quyết do chính Hồng Quân sư phụ ta truyền lại. Ngày đó khi bần đạo có được Chu Tiên Tứ Kiếm, từng bị tiên thiên sát khí nhiễu loạn tâm thần, nên được sư phụ đặc ý truyền pháp quyết này. Hiện bần đạo truyền cho bệ hạ, mong rằng có thể giải quyết được nguy hiểm thần trí biến mất của bệ hạ. Trương Tử Tinh vừa nghe liền đại hỉ, vội bái tạ. Hắn sợ nhất chính là khi hỗn độn chi hình bạo liệt mà thần trí không rõ sẽ phạm phải sai lầm. Bây giờ có thành tâm quyết do chính đạo tổ Hồng Quân truyền lại, chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Hắn cũng biết rằng Thông Thiên Giáo Chủ thi ân như vậy cũng chính là vì giá trị thực lực của hắn, chứ nếu hắn là gã trụ vương chính gốc thì tuyệt đối không thể có được coi trọng đến vậy. Kỳ thực thành tâm quyết còn có diệu dụng khác, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ không nói tiếp, mà đã vùng tay lên truyền thụ cho hắn trong tiềm thức. Đây là cơ duyên của bệ hạ, không cần đa lễ. Thông Thiên Giáo Chủ đưa tay ngăn hắn thì lễ, thở dài nói tiếp: Bệ hạ uy đức bốn biển, vạn dân tín phục, hơn xa đế vương bình thường. Hơn nữa tư chất bất phàm, với tuổi tác này mà đạt tới cảnh giới kim tiên trung giai, lại có mưu trí sâu xa, hiểu thấu thiên đạo, dù là môn nhân tu luyện vài nghìn vạn năm của ta cũng không có ai sánh bằng. Nếu không phải sát kiếp xảy ra thì bần đạo quả thực rất muốn thu bệ hạ làm môn hạ, đem hết huyền diệu mà truyền lại. Được thánh nhân coi trọng như vậy, dù có chết thì tử tần cũng không dám quên. Trương Tử Tinh nhận thấy được sự thành thật ở trong thanh âm của Thông Thiên Giáo Chủ, trong lòng cực kỳ cảm động. Có điều nếu thực sự làm đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, sợ rằng cũng khó tránh khỏi vận số, không khỏi thở dài một tiếng rồi cảm khái nói: Nếu tử tần thoái vị, nhường huynh trưởng ngay từ đầu, không làm thiên tử nữa, chọn một chỗ bí mật ẩn cư, từ nay về sau không tranh đấu nữa, thì không biết có thể tránh khỏi sát kiếp không? Sai rồi. Thông Thiên Giáo Chủ lắc đầu nói: Người đã được định trước làm thiên tử, dù có ẩn cư tị nạn thế nào cũng không thể tránh được, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sát kiếp. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không bằng bần đạo lập một đại bàn trận ở Bích Du Cung, canh giữ phía ngoài, còn các đệ tử đều ở trong trận tu luyện trăm nghìn năm, không được ra ngoài, chẳng phải có thể dễ dàng vượt qua sát kiếp sao? Trương Tử Tinh ngẫm lại không khỏi cười tự giễu bản thân, đồng thời còn nói ra lời mời lòng nguyên đế lúc trước ở Tây Vương Mẫu hỏi Thông Thiên Giáo Chủ cách đó có được hay không. Thông Thiên Giáo Chủ không ngờ thiên tử này cùng Tây Vương Mẫu còn có quan hệ như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Nhưng đáp án của lão tử vẫn giữ nguyên: Nếu đổi thành một thiên tử bình thường khác, bỏ đi thân phận của mình mà thành nguyên đế, dựa vào thực lực của Tây Côn Lôn cũng có thể tránh khỏi sát kiếp. Nhưng Trương Tử Tinh còn có thân phận mệnh ngoại nhân đặc biệt, kết hợp cùng địa vị nhân giới thiên tử, đã là người được định sẵn từ trước ở trong sát kiếp, nên dù hắn có làm nguyên đế cũng không thể tránh được. Trương Tử Tinh nghe vậy thầm thấy may mắn lúc trước không nhận lời với Thiên Giao, lại hỏi thêm một câu khiến Thông Thiên Giáo Chủ cũng phải động dung: Xin hỏi giáo chủ, lần phong thần này có bao gồm cả thiên đế, thiên hậu hay không? Ánh mắt Thông Thiên Giáo Chủ chớp động, sau một lúc nhìn kỹ Trương Tử Tinh mới trả lời: Trong sát kiếp thiên đạo trọng liệt, dù là thánh nhân như ta cũng không thể không liên quan. Thánh nhân có thể vạn kiếp không đổi, dù nhiễm việc phàm tục cũng không bị rơi vào trong kiếp số, nên ở ngoài sát kiếp. Còn lại tất cả chúng nhân, cả thiên đế, thiên hậu, tam thánh hoàng, Tây Vương Mẫu, những người có vị giai cũng không phải là không có nguy hiểm trong sát kiếp. Nhưng tất cả những người kia đều có vị giai lực bảo vệ, nếu chỉ là an phận chuyên tâm tu luyện thì không cần lo. Trương Tử Tinh gật đầu. Những lời của Thông Thiên Giáo Chủ còn chứa một ý nghĩa khác. Nếu những người kia không chịu yên phận thì rất có thể xếp được lên bảng trắng. Bệ hạ vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ bệ hạ đối với vị trí thiên đế... Trương Tử Tinh vội vã giải thích: Giáo chủ đừng vội hiểu lầm, ta làm nhân giới thiên tử đã sứt đầu mẻ chán rồi, sao còn dám mơ ước thăng chức. Chỉ có điều ta còn có một đoạn nhân quả với Tây Vương Mẫu, tương lai có lẽ sẽ phải tranh cãi thêm, mới hỏi về việc này. Kỳ thực không riêng gì Thiên Giao, Ứng Lòng, Nữ Bạt cùng với Tây Vương Mẫu đều có mối thù với thiên hậu, nhất là Nữ Bạt còn giết Lục Anh Ca, tương lai rất có thể phải đối diện với thiên giới. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn hắn đầy thâm ý, rồi không hỏi tiếp nữa. Trương Tử Tinh nghĩ tới một chuyện, liền lấy ra tấm Thái Thành Mộc Bài mà lão tử tặng, kể dàn được lại chuyện tới bắt cảnh cung. Tất nhiên một vài điều không nên nói đã bị cắt đi. Vẻ mặt của Thông Thiên Giáo Chủ đầy kinh ngạc, nhìn tấm mộc bài ở trong tay, thâm tâm chấn động đến khó có thể hình dung. Với khả năng cảm ứng của lão dễ dàng nhận ra khí tức quen thuộc mà mộc bài phát ra từ Lão Tử đại sư huynh. Lão Tử là ai thì Thông Thiên Giáo Chủ biết rõ nhất. Yêu thích vô vi chỉ đạo, không thu nhận đệ tử, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hết sức bài trừ, không thu dị loại làm môn hạ. Có lẽ vì muốn lấy lòng vị đại sư huynh thánh nhân nhân giáo kia, cũng có thể hai người còn có những giao hẹn khác nữa. Không ngờ vị nhân giới thiên tử này lại có bản lãnh đến vậy, khiến ngay cả đại sư huynh cũng phải chấp nhận lời không được can thiệp. Tuy chỉ có 2 lần nhưng cũng đủ rồi. Nghĩ tới thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thiên tử phân tích lúc mới gặp, lòng tin của Thông Thiên Giáo Chủ đã không khỏi tăng mạnh, cảm thấy viễn cảnh đen tối của triệt giáo rốt cuộc đang đã sáng dần lên. Nếu như lúc Thông Thiên Giáo Chủ mang thành tầm quyết của sư phụ Hồng Quân truyền cho thiên tử còn có chút cảm giác miễn cưỡng, thì bây giờ ngẫm lại còn đang không biết thế có ít quá hay không. Khả năng của bệ hạ bần đạo bội phục. Tuy Thông Thiên Giáo Chủ chỉ nói một câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng vị thánh nhân này đã thực sự xem Trương Tử Tinh như một người hợp tác chân chính, chứ không phải là con kiến hồi mà lão có thể khống chế. Chuyển biến này cũng không phải ngẫu nhiên mà là kết quả từ những nỗ lực của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng nhận ra ý khen ngợi ở trong thanh âm của Thông Thiên Giáo Chủ, vội thừa dịp cất lời. Giáo chủ, ta cùng với Bích Tiêu nương nương môn hạ quý giáo hợp ý đã lâu, nay ước hẹn tới đây gặp mặt. Mặc dù có hiểu lầm cùng Vân Tiêu nương nương, nhưng cuối cùng đều là do duyên số. Tử Tần, thỉnh giáo chủ có thể gả 3 vị nương nương cho ta, tạo thành một mối lương duyên. Quả là một thiên tử phong lưu. Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười nói. Lúc Bích Tiêu thấy Bích Du Cung xin đi tới Tây Kỳ lập Hoàng Hà Trận thì ta đã hiểu tâm tư của nó. Không ngờ ngay cả Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu bệ hạ cũng muốn gom hết. Chỉ có điều bần đạo tuy là sư phụ chúng, nhưng việc hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng được. Sự đồng ý của Triệu Công Minh lẫn tự bản thân các nàng mới là điều quan trọng. Thông Thiên Giáo Chủ nói rồi đứng dậy đi ra khỏi động. Trương Tử Tinh theo sát phía sau. Ngoài động Tam Tiêu đang đợi, vừa thấy sư phụ liền hành lễ lập tức. Trương Tử Tinh thấy ba nàng vẫn trang phục áo choàng cùng mặt nạ như cũ, liền thầm so sánh. Hắn mơ hồ còn nhớ lúc bị Vân Tiêu đuổi theo, nhưng vẫn không quên làm phép giấu đi diện mạo. Nếu thực sự xấu đến không dám gặp người khác thì với tu vi các nàng muốn thay đổi diện mạo cũng không phải chuyện khó. Trong lòng thầm đoán có một nguyên nhân khác gì chăng? Thông Thiên Giáo Chủ chắp tay nói với Trương Tử Tinh. Bần đạo quay lại Bích Du Cung trước, mai sau nếu bệ hạ có gì khó giải hãy tới Bích Du Cung, bần đạo nhất định sẽ tận lực. Tam Tiêu ở bên cạnh cũng không biết hai người vừa rồi bàn luận những gì trong động, nhưng thấy hành động của sư phụ cũng thầm kinh dị. Với khẩu khí của sư phụ vừa rồi đã hết sức coi trọng gã thiên tử này. Nếu chỉ là một đế vương bình thường mà muốn gặp được hỗn nguyên thánh nhân còn khó, chứ đừng nói là chuyện được sư phụ tôn trọng như vậy. Trương Tử Tinh thần sắc tự nhiên đáp lễ. Thông Thiên Giáo Chủ chỉ nhìn thoáng qua Tam Tiêu, muốn nói gì đó nhưng chợt không gian như bị gấp khúc, chỉ chớp mắt Thông Thiên Giáo Chủ đã biến mất. Trương Tử Tinh thấy Thông Thiên Giáo Chủ đi rồi liền lập tức thi lễ với Tam Tiêu nói: 3 vị nương nương, chuyện hiểu lầm vừa rồi mong được tha lỗi. Kẻ đầu sỏ gây tội Bích Tiêu lại là người gây khó khăn đầu tiên. Người nói dễ nghe nhỉ, thân thể băng thanh ngọc khiết của đại tỷ ta bị kẻ vô sỉ như ngươi nhìn hết rồi, đâu chỉ hiểu lầm 2 chữ mà xong. Trương Tử Tinh đảo mắt điên hồi. Bà cô, rõ ràng là ngươi hẹn ta tới Tùng Thúy Nhai nên mới có thể xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy, giờ còn trách ngược lại ta nữa. Lẽ nào cũng muốn ta khỏa thân để cho đại tỷ ngươi nhìn bù? Đầu quán nghĩ như vậy, nhưng trong miệng đã hết sức thành khẩn nói: lần này tuy có hiểu lầm nhưng cũng là duyên phận, nàng ta xin được cầu hôn với 3 vị nương nương để bảo toàn thanh bạch của Vân Tiêu nương nương. Hắn vừa nói xong, cả ba nàng liền sửng sốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.